muốn học tiếng Đài. Với lại có lớp vi tính không? Có đấy, có lớp dạy vi tính. Hoa Kiều Indonesia Linda là tình nguyện viên của hội quán Season Mới. Chị nhiệt tình giới thiệu các khóa học miễn phí. Hy vọng Season Mới có thể báo danh tham gia. 12 năm trước khi chị gả sang Đài Loan không có nhiều nguồn hỗ trợ như bây giờ. Không có bạn bè dù sao cũng thấy hơi đơn độc. Khi tôi mới đến Đài Loan đúng là rất cô đơn, đúng vậy. Và khi đi làm thủ tục giấy tờ, không hiểu sao cảm thấy rất căng thẳng. Đến về sau được quen biết với một số bạn bè. Bạn bè giới thiệu làm quen với bạn của họ. Thông qua những người bạn đó lại quen tiếp những người bạn khác, trở thành một nhóm bạn. Nhóm bạn này ngày càng đông vui hơn. Còn bây giờ thì khác rồi. Em đừng cho nhiều nhân quá, bởi vì có lẽ em chưa biết gói, kẹp chặt chỗ ở giữa lại. Đợi chút nào. Ồ, nhiều nhân quá, bớt lại chút vì em gói chưa quen. Thế này được chưa ạ? Được rồi. Được ra phết. Lần đầu tiên gói được thế này là khá đấy. Khó quá, lần đầu tiên tôi gói sủi cảo. Chị em tình nguyện viên hẹn nhau cùng nấu nướng. Mỗi người chuẩn bị một món. Linda bưng ra là món Indonesia. Chè nếp cẩm khoai môn là đồ điểm tâm ngọt. Bởi vì nghĩ rằng hôm nay ăn sủi cảo xong, mỗi người ăn thêm một bát chè ngọt. Bạn giới thiệu quen thêm bạn, nhóm bạn đồng hương, tình nguyện viên ngày càng đông vui, cuộc sống của Linda càng bận rộn, vui vẻ hơn. Từ khi gặp được bạn bè cũng là người Indonesia, cùng đi chơi, được nói ngôn ngữ riêng của chúng tôi thì cảm thấy rất vui vẻ, ấm áp. Mặc dù có bằng cấp khá cao, nhưng Linda không gấp gáp lo đi làm vì chị nghĩ ở bên cạnh con gái còn quan trọng hơn cả công việc. Thời gian một nửa ngày tôi có thể ra bên ngoài cùng làm việc với mọi người, một nửa ngày còn lại tôi có thể chăm sóc con cái. Điều này rất quan trọng. Bất kể tới lúc con tôi học cấp 3 hay lên đại học, tôi cho rằng ở bên cạnh con đối với tôi mà nói là rất quan trọng. Chăm sóc gia đình, đồng thời cũng có dăm ba người bạn thân, Linda nói đó là điều mà chị thấy vui nhất khi sống ở Đài Loan.